Cuối về mình mạnh mới cầm được kia. Thấy trai rồi. Bị hốt không? Một cái giờ ở đây ngày mai có hay là tuần sau? Mai có. Nhưng muốn ghé mấy? Như thí dụ muốn tới mà muốn có liền để đánh á. Không, tới lấy thôi chứ không có đánh. Ờ, nếu vậy thôi em lấy tới tuần tới. Tuần tới cũng tới. Nói em đánh 100. Muốn đánh đang cái kia luôn không? Ừ, đúng rồi. Bạc này. Lâu lắm không không đứt cái gì? Lâu, người ta đúng rồi, muốn đứt rồi. 30 con ha. Ok. Đất gì đó đất ba cây gãy một cây luôn á, liên tục vậy luôn á, không còn giờ bán giờ cây giờ cây đi đá thì gãy xong cái kia là đất ba cây luôn. Nhưng mà anh muốn lên. Nhưng mà anh lên đẹp mà, đâu gì đâu. Có hả? Ừ, không thiệt mà, lên đẹp hơn. Không mà đúng, anh muốn lên 10 pheo mà. Đúng rồi, cỡ thôi, không cần nhiều. Dạ. Giống như giờ là anh lên là mấy pheo nè. Dạ, anh là đủ rồi đó. Đủ rồi, ai vậy thôi. Actually mới 5-6 pheo vậy. Nhưng mà cỡ này